Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Di Đạt. Thì địa chỉ là 21 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây. Địa chỉ nhá. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ giúp em theo cái đầu số là 0932325278 nhá. Rồi còn trong video báo giá ngày hôm nay thì em cũng báo giá lần lượt những cái xe hiện tại đang có tại cửa hàng nhá. Thì quý anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ đến xe máy Di Đạt nha mọi người. Em sẽ để điện thoại và địa chỉ ở dưới phần mô tả nhé. Anh chị em mình có thể theo dõi và gọi liền giúp em ha. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết từng chiếc. Đầu tiên là cái này, nói chung là video này thì báo giá nhanh luôn nha anh em ha. Thì sơ lược thôi. Anh em nào thiện chí thì liên hệ này, Alpha nha mọi người. Con này thì Alpha này là 14.500. Alpha 14 năm anh em ha. Đấy, xe thì nói chung là cũng rất là mới anh em ạ. 14 năm. Màu trắng nhá. Đấy, báo giá sơ lược thôi, báo giá nhanh gọn lẹ. Anh em nào mà thấy có nhu cầu hợp lý thì liên hệ nha. Còn RSX này, RSX này là 14.500 luôn anh em ha. Thì con này là RSX này, FI nha anh em. Con này FI đời 2016 rồi. Quay S này, một cặp quay S nha, một con thắng đĩa, một con thắng đồng. Thì anh chị em nào mà thích con nào thì liên hệ nha. Hai con này thì đều là giá 12 triệu anh em nhé. Hai con đều là giá 12 triệu. Đấy, giá 12 triệu hai con này nhé. Anh em cứ thiện chí con nào thì liên hệ giúp em nha. Thiện chí con nào thì liên hệ ha. Rồi cặp 50cc này anh em. Cặp 50cc này thì một con 8 triệu rưỡi, một con 10 triệu rưỡi nhé. Con 8 triệu rưỡi là con này nè anh em. Con 8 triệu rưỡi là con ngoài cùng này. Đấy, là 8 triệu rưỡi. Còn con này là con 10 triệu rưỡi này. Con này là con mới nè anh em ha. Đấy, con này là con phong mới, còn con kia là con cũ nhá. Thì anh chị em mà có nhu cầu thì liên hệ nha. Đấy, thì sơ lược thôi. Nói chung giá cả thì báo sơ lược cho anh em. Bên cửa hàng thì có trả góp, có ship xe nha. Trả góp và ship xe đầy đủ hết. Trả góp, ship xe đầy đủ anh em ha. Đấy, 14.500 nè anh em. 14.500 ha. Chung là xe rin anh em ha, xe về thành phố Biên Hòa. Đấy, 14 năm. RSX nhá. Rồi còn con Quay S60F1 này là 12 triệu này, con này là thắng đồng 12 triệu này. Còn con 60X5 này, thắng đĩa này cũng 12 triệu nha. Thiện chí thì liên hệ giúp em thôi. Nói chung là xe cũ giá rẻ anh em á. Thì nói chung là cửa hàng thì có thương lượng cho anh em ha, có bớt giá cho anh em. Anh em nào cứ có nhu cầu thì gọi cái đầu số là 0932325278 giúp em nhé. Có trả góp, có ship xe đầy đủ. Rồi cặp 50cc, con 60AK này thì 10 triệu rưỡi nè. Còn con 60A này thì 8 triệu rưỡi. Vậy nha anh em. Rồi tiếp này. Rồi tiếp anh em ơi, Alpha này. Alpha này 16.8 anh em ha. Nói chung là Alpha lốc trắng, máy zin anh em nhé. Thì mấy cái hàng này anh em có nhu cầu thì liên hệ thôi. 16.8 xe zin, trả góp, ship xe. Anh em nào mua về dọn thì liên hệ nha. Nói chung là được cái là máy chất anh em. Xe này cũng máy đồ chất ha. Đây, có gì thì liên hệ. Rồi RSX này. RSX 11.500. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì chơi dòng này thì liên hệ nha. 11 năm. Đấy, 11 năm. 11 năm anh em ha. Rồi, Alpha xương cá anh em này. Alpha xương cá này ha, xe máy móc zin anh em nhé. Giá thì tầm giá là 12 triệu. Tầm giá 12 triệu anh em ha. Xương cá đời đầu anh em á, máy chất anh em ha. Con này thì nói chung là xe zin anh em nhé. Anh em nào mà muốn chơi dòng xương cá đời đầu thì có gì tham khảo con này nha. Tầm giá rất là mềm. Xe zin là đàn áo zin ha, tem bằng đồ là zin theo xe hết nha mọi người. Con này rất là mộc ha. Con này nếu mà có điều kiện em quay riêng nha mọi người. Tại vì xe xếp rồi rất là nhiều á, nên là không có tiền quay riêng anh em. Chứ còn nếu có điều kiện thì em quay riêng cho anh em coi con này. Xe chất cũng nguyên ha. Rồi tiếp theo anh em ơi. 12.500 anh em này. Alpha nhá, Alpha tầm đời 2009 này. 12 năm nhá. Đấy, xe đẹp lắm anh em. À, anh em nào mà có nhu cầu mua xe đi đi làm đi cày rồi thì liên hệ lấy mấy con này nhá. Nội đồng cối đá anh em.
Rồi RSX này khoan này tầm đời 2010 anh em ha. Đó, thiện chí thì liên hệ giúp em quen pha. 12 triệu 700 60B1 nha. RSX này 60B9 này. Rồi 39F2 nè, anh pha nhé. Đấy, anh pha xương cá anh em ha, 60V2 7752 này thì 12 triệu đây anh em, con đó 12 triệu nhé. Đấy. RSX nè, 11 năm nè, RSX 11 năm ha, còn anh pha lúc cắn 60S7 trong này thì 16-16.8 nha mọi người. Toàn bộ xe ha. Rồi tiếp anh em. Ở đây là phu ha anh em ha, phu mập thì con này giá rẻ anh em ha, con này thì giá là 13 triệu 500, tại vì xe rất đầu anh em, xe rất đầu giá 13 triệu 500 ha. Anh em nào mà có nhu cầu chơi con này thì liên hệ nha, mua con này về dọn lại cũng được anh em. Đấy, dáng phu mập ha, xe thì sang tên rút gốc giấy tờ đồ đầy đủ hết mọi người ha. Đó, thiện chí thì liên hệ giúp em 0932325278, phu mập 13 triệu 500, có thương lượng cho anh em đẹp nha anh em. Nói chung là ngoại hình lộ nè, bộ náp hết anh em, đời 2011 đây, phù ha, ngoại hình còn rất là đẹp. 60B6 nè anh em. Rồi alpha nè, alpha 26 nha, hàng bỏ mẫu 18 triệu 500, 18 triệu 500 anh em nhé. Rồi RSX mười triệu 500 nè anh em này, con này 10 triệu 500 nhá. Rồi led này 11 triệu, led 11 triệu nhá. Đó, thì anh em có nhu cầu gì đó thì liên hệ giúp em ha, thiện chí thì liên hệ giúp em. Xe thì đang có tại cửa hàng xe với máy ghi đạt nhá. Anh em có nhu cầu thì cứ alo thôi, 0932325278 giúp em. Xe thì rất là nhiều mẫu mã đa dạng anh em ha, cả bên này, ở cả bên này nữa nha mọi người. Đó, rất là nhiều xe ha, rất là nhiều mẫu, nhiều xe thì thiện chí thì liên hệ giúp em. Rồi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha, hẹn anh em trong video vào gian tiếp theo nha.